Sáng ngày 12 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị đang tạm giữ một chiếc xe ô tô hiệu Porsche nghi nhập lậu để điều tra, xử lý. Trước đó, từ tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn để tiến hành kiểm tra ô tô con nhãn hiệu Porsche do ông Ngô Vĩnh Hiền, trú tại thành phố Hà Nội làm chủ, đang dừng tại khu vực đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn. Tại thời điểm kiểm tra, ông Hiền không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến chiếc xe ô tô trên. Làm việc với cơ quan công an, ông Hiền khai nhận, xe ô tô này được ông mua của một người không quen biết thông qua mạng xã hội và không có bất kỳ giấy tờ nào kèm theo. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tạm giữ phương tiện, đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.